Các bạn ạ, Nhiều khi mình sửa những cái đồ điện tử mọi người mang tới, mình còn phải tìm hiểu xem cái hoạt động như nào để mình test thử. Thì đây là một cái máy hút chân không. Hút chân không và hàn lại các bạn ạ, để người ta bảo quản thịt cá rồi vân vân mọi thứ ấy. Cũng khá là thông dụng trên thị trường hiện nay, nó hiện nay đấy. Thì chữ MSU Auto Control, tức là IC lập trình ấy, là tự động, điều khiển tự động đó mọi người nhá. Thì rất là mới luôn. Với cái lỗi thấy cái anh này, anh ấy bảo ấy là motor nó không hút. Thì mình hiểu, mình ngày xưa mình cũng sửa một số cái loại này cho bếp thằng Casio, thương hiệu Casio ấy, thì nó thiết kế kiểu khác cơ, là chúng ta đưa vào này này, không rồi nó sẽ có, chúng ta đóng xuống thì cái máy bơm nó, chúng ta để thực phẩm trong cái túi này nhá, trong đầu chúng ta ấn nó vào ấy, bắt đầu cái máy bơm nó sẽ bơm, nó hút hút tạo chân không như này, nó sẽ có một cái con cảm biến áp suất, nó tạo ra áp suất rồi ấy, thì bắt đầu nó sẽ đưa lạnh ra, nó sẽ sinh nhiệt ở đây để nó sẽ hàn dính lại luôn. Thì cái này thì nó lại nằm như này thì mình cũng chưa hiểu nó hoạt động kiểu gì. Cái này thì ghi mắc và min thì như là nó hút nó đi qua đây, là cái bẩn các thứ, nước nước bẩn thì nó nằm ở đây thôi mọi người ạ, nhưng mình cũng chưa nhìn thấy là đường nào là đường hút vào mọi người ạ. Thì đây thứ kệ nó thôi, nó có hai cái vòi nữa nên mình đang chưa hiểu nguyên lý chạy của nó như cách hoạt động thức của nó như nào, mình đang tìm hiểu để mình sửa các bạn ạ. Nó có những cái ống này này là phụ kiện kèm theo ấy, mình cũng không rõ là lắp kiểu gì đó các bạn nhé. Thì thấy cái anh này, anh bảo là nó không chạy bơm, thì mình có ghim thử này, thì ghim thử thì là có nguồn vào, có đèn báo này, đấy tắt điện đi cho mọi người nhìn đèn nhá, hôm nay nắng hơi to đây, nó có đèn báo này các bạn này, thì mở lên này thì nó có cái công tắc đóng ở đây đó, và hai cái này nữa, mình ấn hai cái này để ấn mạnh xuống, còn lò xo rất nặng này để nó ép vào cái túi rồi các bạn nhé. Thì nó sẽ như thế này này, chẳng lẽ là nói là cái loại này thì nó lại có cái ống này này, nó sẽ đưa vào cái khe nào để hút à, mình cũng không hiểu. Nhưng như thế này nha, mình ấn ấn trực tiếp xuống này, ấn mạnh xuống này, không hiểu chặt kinh. Thì mình thấy là nó mình bật on, bật start đây này, thì chúng ta thấy nó ăn dòng nhé các bạn này, đó có ăn dòng tận 186W này, nhưng bơm không hề chạy gì luôn và báo tít tít báo lỗi đó. Nhưng cái này là cái gì, không bấm được nữa, nó báo lỗi rồi, nó kêu tít tít rồi. Mở nó ra này, nặng lắm cái này các bạn ạ, ấn được mạnh tay xuống rồi, nó so nặng mà đấy, cũng tạch nha, nhưng mà bơm hút không hút và báo lỗi. Nên tóm lại là mình cũng chưa biết chạy nó như nào, nhưng bây giờ mình phải sửa, ấn nó phải kêu được à, nó chạy được motor nhá. Đấy, rất là mới luôn mà nó lại lỗi này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo nó ra, nó ghi 210 nhưng mà ghi 220, tức là hoạt động 220 rồi. Ở đây nó có một cái này như là cái ai này, có cả bánh răng các thứ cơ mọi người, như vậy bánh răng nó chạy ra đâu, nó đút vào đây à, à nó đút vào đây các bạn ạ, hình như thế sao nhỉ, để mình nhìn xem nào. Như vậy là có cái bánh răng nó sẽ, à khi mình đóng nó xuống như này ấy, là nó sẽ có đây này, nó sẽ thiết kế như này rồi các bạn ạ. Mình để vào như này nhá, thì nó sẽ có một cái này này, nó phụt, nó thò lồi ra để nó đưa vào trong này, nó đưa vào trong này để nó hút các bạn ạ. Và khi hút xong nó sẽ thụt lại, nhưng bây giờ là như vậy là có cả cơ cấu motor cơ khí rồi các bạn nhá. Như vậy mình nhìn nó có rồi, đây là cái khe này đặt thế này, nó sẽ đút vào đây cơ, nhưng mà sao không đút vào được, hay là phải ấn như này, phải ấn cho nó lồi ra không? Lại thử nhá, như này đi, in out cái gì thế này, mình ấn nhá. Ấy biết rồi, biết cách dùng rồi các bạn nhá. Các bạn ạ, cái này là cái nôi thò nó ra đấy, để đút nó vào đấy, vừa sửa chữa vừa tìm hiểu cách sử dụng đấy. In out ra mà thò ra đút vào đây để hút mà các bạn, nó phải có cái để hút mà đấy, sau đó nó dập cái này xuống các bạn ạ, để nó hút không khí bên trong à. Đó, sau bắt đầu mình bấm chạy này, bắt đầu bấm chạy nhá, xem nó có hút không nè, không không chạy các bạn ạ, không chạy gì các bạn nhá, không ăn dòng luôn.
Cái này thế nào? Không được các bạn ạ. Tóm lại là lỗi nhá, nó cứ tít tít lỗi nhá. Lại này. Đấy, thò ra đi. À, cũng có nhiệt. À không không ạ. À ừ, đúng, cũng có nhiệt ra thật các bạn. Như vậy là con này không bơm, không hút nhá mọi người nhá. Hay mình để như này để hút đã. Như này nó thụt vào sừ vào mất rồi. Thì hiểu gì mình cũng nghĩ là nó phải đóng như này lại này. Đó, sau đó là mình ấn đây nó sẽ đầu tiên là nó sẽ đưa lạnh ra để nó hút hút đạt đến độ chân không rồi nó mới hàn. Nó mới tụt lại nó hàn cơ. Mình nghĩ là như thế. Tức là start này này. Còn cái này là cái tốc độ gì thì không rõ. À, ấn này. Nó chả gì nữa. Ấn chả gì luôn. Mọi người ạ. Ấn như này nó phải chạy motor hút đấy các bạn ạ. Ấn cái này tụt lại thì bắt đầu lại cái kia mới có tác dụng. Cái này nó mới có tác dụng này. Đấy nó mới ăn tại đây là đang hàn đấy các bạn ạ. Nhưng nó báo lỗi. Vậy nó có nóng ra một tí ở đấy, nó dính ở đây các bạn. Nó không hút thật nhá. Còn đâu vấn đề hàn riết là vẫn ok mọi người nhá. Và cái thò ra thò vào để hút thì ok. Tóm lại là bây giờ sẽ kiểm tra motor, mạch điều khiển motor nhá các bạn. Đấy, ngồi một lúc thì phải lần mò, phải hiểu được cái cách sử dụng nó rồi cái nguyên lý chạy như nào để mình mới sửa được các bạn ạ. Chứ nếu mà chúng ta mà không hiểu cách hoạt động như nào thì chúng ta chả sửa được. Mà có test ở đâu mà sửa các bạn. Thế đấy, đổ đạc nhiều. Chờ mình tháo ra nhá. Alo. Nói của nó nha mọi người nhá. Thì cái lỗ này là sẽ hút chân không vào này, đi vào đây, đi qua cái bộ lọc đấy, cái bộ mà nó ghi trước mắc min này, cái nhựa này, vào cái motor này, motor sẽ hút. Hút rồi nó sẽ xả ra đây, nó xả xuống đáy này nhá. Mình có rút ra thôi. Còn đây là cắp nguồn vào. Và do cái này nó sẽ được con motor này. Đây này con motor nó chạy này, mình đang quay này. Nha, con motor nó sẽ chạy, nó đưa cái này đẩy vào hay đẩy ra và nó sẽ có cái cảm biến này. Cảm biến thu phát và con này sẽ nhận diện được. Nó sẽ đóng hay không để nó nhận diện được là đây là cỡ cuối và đây là cỡ trên để nó hoạt động nhé mọi người nhé. Rồi bây giờ mình quan tâm là con motor nó bơm này, xem nó cấp được điện cho như nào. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có dơ le. Thì mình nghĩ là sẽ cấp bằng dơ le. Xem motor có chạy không. Đây để tháo thử ra xem motor thử nhá. Nó rất mới luôn cái này này. Thì mình nhìn thì con này chắc là ra 12V. Nên mình sẽ thử cấp mà thôi, cứ cấp cấp 7-6V đi, xem thế nào, xem nó có chạy không nhá. Đây là hai rắc là motor mà. Cấp trực tiếp ở đây đi. Chả cấp được ở đấy. Motor bơm đấy các bạn, à motor hút đấy. Có chạy nhá. Chạy chậm. Bởi vì là đang cấp mà có 6V, chắc là nó chạy 12V mà. Thì nhìn qua cái mạch nguồn xung này công suất nó rất là lớn nhá. Mục đích của nó lớn này là do nó kéo motor là một này. Và nó đưa nguồn ra để nó cho cái dây may so sinh nhiệt. Cái này này là cái thanh sinh nhiệt ấy, điện trở công suất ấy, để sinh nhiệt để qua này hàn ấy. Thì nó đã sinh nhiệt và nó đã hàn ok. Đây này, nó chỉ không hút được thôi nên mình sẽ kiểm tra phần hút thôi. Mọi người nhá, mà đây nó đã hàn lại được rồi này các bạn này. Mình sẽ kiểm tra phần hút. Nên bây giờ ấy là motor đã chạy rồi thì kiểm tra cái mạch điện cấp cho motor như thế nào nhá mọi người nhá. Công tắc cữ đóng này hay là công tắc lỗi không đóng không. Đó nha, bây giờ mình sẽ kiểm tra rồi cho mọi kết quả xem lỗi như nào nhá. Một cái máy rất mới mà nó lỗi rồi. Bắt được lỗi ở cái công tắc hành trình này rồi. Công tắc đóng lại rồi các bạn. Chúng ta sẽ thấy nhá. Nó có hai cái rắc cắm này này. Thì cái rắc cắm này là một cái công tắc. Tí nữa mình tháo cho mọi người tham khảo này. Mình đang tháo ở dưới mà. Còn ở đây nó có một cân cảm biến nhiệt. Kiểm soát nhiệt độ của này. Ví dụ như nhiệt độ đạt ngưỡng quá cao chẳng hạn. Hoặc là nó sẽ set up được nhiệt độ đấy các bạn ạ. Nó có cảm biến nhiệt ở đây này. Thì bình thường nhá là khi chúng ta mở này. Mở nó ra như này nhá. Thì cái công tắc này nó sẽ nhả ra này. Nó sẽ nhả ra nhá. Mình đang kiểm tra từ từ mà xem có tìm ra lỗi không mà. Nó nhả ra thì hai cái chân này nó phải khác nhau. Nó phải xem này. À như vậy là nó dính nhau.
Như vậy là ở chế độ mở ra nó dính nhau mọi người nhá, và khi đóng lại nó phải tách nhau ra. Xem nó có tách không. Như vậy là tách tốt. Như vậy là không lỗi, mình cứ tưởng là ống vào nó phải đóng cơ. Rồi tiếp tục tháo tiếp. À đấy lại không mở. Mở cái này ra thì mới mở nó lên được. Nó đâm vào kia mà. Cho nó thoát khỏi cái cảm biến thu phát đi để mở nó ra này. Đó thì mình có nhìn thử ấy, vừa nãy thì nguồn cấp cho con motor ở đây nó có 3 dây này, làm gì một dây nhỉ? Có một cái dây gì ở đây nữa nhỉ? À, dây tiếp mát địa, tiếp mát cho cái này thôi. Ba cái dây này ra đấy mà. Thì cái rắc con này chính là nguồn cấp cho motor nhá. Cho motor bơm ấy. Thì nhìn lên này. Nhìn lên thì ở đây là diode dập xung ngược. Diode đấy. Bên kia diode gì thì không rõ, nó sẽ ở nó bóng quá, chả nhìn được, phải đo đi. Đúng rồi. Nguồn dương vào motor đấy, đi ra đây này thì dương đây nhá, nó sẽ đi chính là cái mạch này, mạch dương mình để xem tụ lọc. Không thấy có tụ lọc. Không phải dương rồi. Cắm vào như thế này mà thì là dương ở bên này. Để mình dò đã, xong mọi người tham khảo cho chuẩn, mình chưa nhìn kỹ được đâu. Dương vào đây này, về chân đi con móc phét này này. Đó nó chạy. Như vậy là rắc cắm ok. Đây mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo về cái đường cầu đó để bắt đầu mình sẽ làm xem có ra được lỗi không. À, đây là quận thứ cấp của để tạo ra nguồn 12V, mình đoán là nguồn 12V nhé, cũng không rõ là bao nhiêu, cũng không quan tâm về nguồn đang chạy thôi mà. À, đây là GD và âm của con tụ, âm của con tụ nhá. Thì xung dương ở đây này được chỉnh lưu từ A sang K, từ A sang K con diode kép này cũng tương đương với từ A sang K, từ A sang K của con diode kép này nữa. Như vậy là nó có 4 con diode, 2 con diode kép. À, với dòng nó cao mà chỉnh lưu ra thành dương đây, nọc song song với hai con tụ này nhá. Của dương đây này, nó sẽ đi qua là xăng này. Còn gì là gì đấy các bạn ạ. Nó sang bên này. Và đây là GD nhá. Dương này, nó sẽ đi như thế này. À, con dơ le to cốt đùng này là con dơ le đóng từ điểm này. Đây là đầu con hút của nó, đây là con hút của nó này. Nó sẽ đóng từ đây đi sang đây. Thì ra cái rắc này chính là ra của cái sinh nhiệt nhá. Cái sinh nhiệt đã ok rồi, dơ le đóng rồi. Ở đây là một đầu của cái sinh nhiệt này. Thì nguồn dương 12V nó vào đây, nó đi sang đây. Diode dập xung ngược như mình nói đấy. Diode dập những cái xung mà cho quận dây của motor sẽ tạo ra ấy. Nó đi tới chân D này và nó mở từ D về S về mát nhá. Thì như vậy lệnh kích ở đây này. 103 10K khóa tĩnh này, 101 này. Cái chân này nó sẽ đi thẳng đến một chân của con MSU này, nó chính là chân điều khiển lạnh nhá các bạn ạ. Đây thì mình sẽ phải quan tâm đến cái chân điều khiển lạnh đấy. Nhưng mà vừa nãy mình rút kiểu gì mà lại rút mất cái này ra đâu mất rồi. Nó cắm ở đây nó lại tuột ra như này luôn à. Cái này nắp ngược thì bơm nó cũng chạy bình thường này. Rồi bơm theo kiểu bơm bên trong có bít tông rồi, chạy ngược chạy xuôi đều hút chân không được ra hết các bạn ạ. Còn hai con dơ le này thì mình đoán là dơ le để điều khiển motor này, motor chạy ngược xuôi nhá. Con motor này nó dùng dơ le nó điều khiển được đấy các bạn ạ, để đảo cực tính mà. Đó như vậy thôi, mạch nó thiết kế như thế. IC dao động này, móc phét nguồn này, hai sao quang chắc là ở chế độ chờ nó chạy chờ thấp các bạn ạ. Còn khi on nó tăng xung lên đấy, chế độ chờ để cho bởi vì khi chạy mà. Đó bây giờ mình sẽ kiểm tra xem con móc phét này có lỗi không này, xung có ra đến đây không này, mọi người ạ. Cái này là con gì mà đang đối tắt đây này? À, tiếp điểm của dơ le đâu, tiếp chân giữa của dơ le đâu? Đó đã hiểu mạch, bây giờ bắt đầu làm xem được không? Tháo 10K khóa tĩnh này. Tháo con 101 dẫn xung ra này. Và đang cấp 6,5V. Và dương vào chân này đi sang đây rồi.
Bây giờ sẽ dùng chính cái đồng hồ này để kích một cái điện áp vào trên G xem nó có mở được không. Đợi đôi khi móc phép mà không mở được, mở nhưng mà nó không dẫn thì à, các bạn nhé. Đây là mình móc, nếu mà nó dẫn thì là động cơ motor sẽ chạy nhé. Mình đã thử tải luôn mà. Thì đây nhá, đây là mát này, đo thử mát này thông rồi nhá, đang dùng chính đồng hồ để kích này. Chúng ta sẽ thấy kích nhá, bắt đầu mình kích vào chân G nó này. Đấy, chạy ok luôn. Chạy cứ tạch 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 luôn đấy các bạn ạ. Khóa nó này. Khóa nó nhá. Đó, đã khóa ok. Kích lại này. Đã mở. Motor đã chạy. Các bạn nghe đi, sạch 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 hút đấy nhá. Như vậy là móc phép không chết. Thì 103 thì không phải là chết rồi, nhưng mà giả sử 10 tụ con điện trở 101 này mà chết, không đưa xung ra thì nó không mở, hoặc là lệnh ra con tử vi xử lý ra đây không có chẳng hạn nhá. Thì không có thì có là nó vi xử lý lỗi, hoặc có là nó có một cái điều kiện ở đấy nó chưa cho phép mở các bạn ạ. Nên mình kênh cần phải kiểm tra. Chứ thử như này là đã ok rồi. Ở đây đo luôn con 101 xem nào. Tháo đây có con 103 và con 101 này. Mình tháo cố tình mình tháo thế để mình ra kiểm tra đang test con móc phét xem nó còn sống hay không. Mà con móc phét này nó ghi là 25N06. Nó là 25A 60V nhá. Nó là như vậy đấy. Đây là con 103 này. Con này đang bị chập ở đây rồi. Đấy, 101 là 100 ohm như vậy nó không chết. Đó này lại không sao, bây giờ phải kiểm tra cái khác. Kiểm tra từ con 101 đấy đi theo mạch in đi về tận chân này có vi xử lý là không đứt các bạn nhá. Bây giờ mình phải tìm một cái điều kiện rồi đấy để nó không ấy, mình nghĩ là con MSU xe nó vẫn chạy như thế nó không để lỗi được đâu. Thì nó lắp như thế này nhỉ. Thì nó có cái chiếc RT này. Cái này thì đóng ok rồi nhá. Cái RT này, cái cảm biến nhiệt này hay là con cảm biến nhiệt này lỗi không? Các bạn ạ, à, nó lỗi nên nó kêu tít tít ấy và nó thực hiện là không cho chạy đấy các bạn ạ. À. Nhưng nó vẫn hàn này các bạn. Bởi vì mình có thấy con cảm biến nhiệt này này. Nó ghi chữ RT đấy, mình đo này. Nó được có 7 kilo ohm này, chả nhẽ là nó là 10k các bạn. Chả nhẽ nó là 7 kilo ohm á. 7 kilo ohm điện trở phân áp vào, sau đó nó đi sập về mát thì cũng không rõ nó là bao nhiêu. Tí nữa thử giả lập thử các bạn ạ. Con điện trở trên đây này này, nó nằm ở đây. Xem là nó nằm ở đâu nhỉ? Nó nằm đúng vị trí chỗ này để nó nhận diện nhiệt ở đây này. Đó này là con này bây giờ muốn thử nó này phải lắp lại thì mới nó nhận diện được cái cảm biến từ đấy cơ thì nó mới thử được cơ các bạn. Thôi, cứ thử đã xem có được không. Mình vừa vào Google, mình search với cái mã là và cái mã như này và model là P290 ấy, thì nó bán rơi vào khoảng 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi. Và mình có tìm một cái video, có một cái kênh YouTube họ hướng dẫn cách sử dụng. Nên mình đã biết cách sử dụng rồi và con này là lỗi chức năng phát xung, à lỗi cái chân chức năng đưa ra motor thật. Nhưng mà mình sẽ đang tính kế độ chế. Và con này là con máy hút chân không bán tự động, máy hút hàn bán tự động. Bởi vì chúng ta sẽ thấy như ngày xưa mình sửa mấy cái của Casio ấy, là nó có cái cảm biến áp suất để hút được áp suất chân không đủ ấy, thì bắt đầu nó đưa lệnh nó đóng luôn. Nhưng con này chúng ta sẽ thấy này, nó chỉ có cái máy bơm nó hút bơm này, chúng ta đã thấy là khách cũng dùng một thời gian rồi, có cái bụi bẩn trong này nhá. Đây là cái lọc mà như mình bảo rồi, nó hút từ đấy, nó đây là cái lọc đây này, nó sẽ đi qua cái này, đi con này và cái này hút và thổi ra đây để tạo thành chân không. Thì cái hướng dẫn sử dụng nó sẽ như thế này, mình sẽ thao tác cho mọi người và mình sẽ kể cho mọi người và nó chạy như thế này nhá. Mình ghim điện này, thì cái chế độ này là chế độ hàn 1 giây hay 2 giây, đây là hàn sớm, tức là hàn nhiệt, tôi nói lại là chế độ hàn này là không chặt, chế độ này hàn chặt hơn, chế độ này, đó là cái thời gian để giữ nhiệt ở đây nhiều ít, thì như cái kênh kia họ bảo là ở mức 4 là ok, thì mình mặc định nó là mức 3 nhá, đèn số 3 này, và khi như này xong ấy, thì bắt đầu là nó y như này. Thì chúng ta sẽ ấn cái nút này, nó sẽ thò cái vòi này ra và sau đó là chúng ta sẽ lùa cái này vào, lùa cái này vào các bạn nhé. Cái này nó vừa bị hàn rồi, mình nó chả hàn được nữa đâu mà thôi, tí nữa coi như là mình lùa rồi nhá. Sau khi lùa xong ấy, mình sẽ ấn cái này xuống,
Sau đó người ta bảo là đẩy thực phẩm gần đến cái vòi hàn này để cho nó hút được hiệu quả nhất, bởi vì nếu ở chỗ này không có thực phẩm ấy, thì nó hút bịt sười chỗ này rồi thì lại ở đây không hút hết mọi người ạ. Nên họ bảo là đẩy thì cũng đúng. Sau khi như thế này xong thì bắt đầu chúng ta ấn start nhá, thì bắt đầu máy hút nó sẽ chạy. Chúng ta ấn start này, đóng vào nhá, đóng vào là cái công tắc này đã đóng rồi này, công tắc ok hết nhá. Công tắc này phải đóng, khi công tắc này đóng ấy, thì chúng ta sẽ không tác động gì. Đây, mình ấn start này, ấn start là bơm nó phải chạy đó, nhưng bơm không chạy là do lỗi lệnh từ con IC. Và chúng ta sẽ thấy lỗi ấn start ấy, thì cái đèn này nó đang sáng này, thì nó thực hiện cho chúng ta biết là motor bơm đang hút nha mọi người nha. Nhưng mà con này đang lỗi rồi, lỗi chân chức năng không đưa ra nha mọi người nhá. Nên mình đang nghi, đang muốn lấy cái tín hiệu từ cái đèn này này để đưa lệnh ra để cấp vào cái con móc phét để hút motor ấy. Như vậy con này lỗi nha, lỗi lệnh nha. Sau khi hút xong chúng ta sẽ thấy nó hút motor bơm ấy, nó hút chặt hết rồi, thì bắt đầu chúng ta ấn phát này, thì cái này nó thù lại phát thì là nó sẽ hàn luôn. Thì chúng ta sẽ này, khi nó hàn thì dòng an rất là lớn nhá. Chúng ta sẽ thử, mình sẽ thử này, giả sử nó hút xong rồi nhá, ấn này, cái này nó tụt lại nhá, bởi vì nó phải thụt thoát khỏi cái nhựa thì bắt đầu nó mới hút hàn lại, mà không thì lại hàn cả cái sắt này à các bạn. Mình bấm này, đó nó sẽ hàn các bạn nhá, nó sẽ hàn này đó. Và khi hàn xong nó cũng kêu tít tít như này nhá. Và sau đó chúng ta sẽ mở cái này ra, chúng ta sẽ lấy được ra, lấy được cái hàn ra. Và lại tiếp cái tiếp theo là như vậy. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là con này là bị lỗi lệnh điều khiển nha. Nên mình sẽ lợi dụng cái đèn này. Cái đèn này là khi chúng ta bấm đấy, đây này, lại là hàn lại nhé. Phải bấm lại cái này lại để cho cái công tắc này đóng. Thì bắt đầu ấn start thì bắt đầu cái đèn này sẽ sáng này. Đèn này sáng thì là motor bơm đang bơm nhá, nhưng mà đang lỗi lệnh kích cho con móc phét mà mình bảo là 25L06 rồi đấy. Nên bây giờ sẽ lợi dụng cái này để sửa nó. Tóm lại vẫn lợi dụng cái này nhá. Và khi hàn cảm giác nó đã hút khô rồi thì chúng ta ấn cái nút này phát thì cái này thụt lại và sẽ hàn các bạn ạ. Nó cũng đúng, vẫn là hàn luôn mọi người nhá. Như con này là lỗi lạnh rồi đấy, đồ đấy, đồ này không biết là à đó, giá hơn triệu các bạn ạ, 1.4 triệu. Đây đôi khi phải kết hợp giữa cả internet để hiểu nó, để bắt đầu mình biết được lỗi của nó rồi. Lỗi của nó là không đưa lệnh ra điều khiển nhá mọi người nhá. Và bây giờ là sẽ tiến hành tận dụng. Nó sáng cái đèn led đấy là báo hiệu cho chúng ta là đang ở chế độ hút chân không đấy. Đấy, nên cái chân điều khiển led đấy thì ok, nhưng cái chân điều khiển con móc phét thì chết toi rồi các bạn ạ. Con móc phét mở nguồn cho motor rồi này, còn những cái chân khác điều khiển khác thì vẫn ok hết. Sửa chữa nó thế đấy các bạn ạ, đôi khi nó hỏng hóc, kiếm đâu được bo mà thay. Chết, phải mở nó ra thì mình đưa được cái này lên, mình đưa cái này lên để cho nó thoát khỏi cái hai cái cảm biến từ này, một con thu con phát đấy, để cứ hành trình ấy thì mình mới lôi được cái bộ co này ra mà các bạn. Đó, bây giờ là bắt đầu sẽ xem cái đèn này nhá, cái đèn này nó đi như nào nhá, để bắt đầu lợi dụng chân để kích vào con này các bạn ạ. Các bạn này, mình đang định dùng con so quang này để mình tạo dòng chảy 1-2 để kích dòng chảy 4-3 để đấy, nhưng mà mình đo này, thấy có lệnh các bạn ạ. Chúng ta sẽ để đây là chân ra để điều khiển con 25L06 để mở nguồn cho motor hút chân không ấy, thì nó đi đây, mình cắt ở đây ra, mình đang câu thì mình thử ấy, thì lại có 5V ra ở đây. Đó, như vậy là đang lỗi ở trên cái đường từ điểm này ra kia nhá. Đây này, chúng ta sẽ mình sẽ test cho mọi người này xem có đúng không. Vừa nãy là chỉ đo thông mạch thôi, hóa đo thông mạch cũng không chưa chuẩn à. Đây nha mọi người nhá, mình ghim điện nhá. Mình cũng ghim điện này. Và hiện tại nó đang ở chế độ là hàn nhá, thì bắt đầu mình bấm này, cái đèn này sẽ sáng nhá. Mình bấm này. Đây, đã chưa bấm để đo thử cho mọi người. Là chưa có lệnh 5V ra ở đấy. Mình lấy mát ở cái vị trí này, ở hai con cảm biến điện, hai con giờ sắt à, hai con điện trở đấy, mình biết là đây là mát nhá. Thì đây là 5V cho MSU này. Đó, và mình đo ở vị trí đầu ao ra là cái chân số 2 từ đây lại ấy. Từ bên đây lại nhá, chứ không phải chân số 2, chân số 2 bên này cơ. Thì là 0V nhá mọi người nhá, mình đang đo ở đây là 0V nhá. Là cái chân mình đã vị trí cắt đấy. Đấy nhá, ở đây là 5V, nó sẽ phi theo cái đường đấy, nó ra đi qua con 101 là đi tới chân G và sẽ kích mở con móc phét 25L06 ấy. Thì bây giờ mình bấm này, mình bấm nhá, đang chế độ là ok rồi mà. Bấm này, đèn xanh này, sáng này. Thì bắt đầu là ở đấy sẽ có 5V. Mình đo lại này, là cái chân đấy đã ra được 5V này này. Chúng ta sẽ thấy nó ra 5V rồi nhá.
như vậy là đang đứt đoạn ở đấy rồi, hay là do này 5V ảo không rõ. Đấy, nó ra 5V này này. Và mình tắt nó đi thì sẽ mất 5V nhá. Tắt nó đi này, như vậy là lệnh có đấy chứ. Tắt nó đi này thì to này sẽ không có 5V nữa. Sẽ không có 5V ở chân số 2 từ bên này lại nhá. Và mình bấm kích chắc. Ôi giời, nó rơi ra. Như vậy là có lệnh. Đáng định độ thì tự nhiên này cắt ra đo thì thấy có lệnh. Đó. Lại này. Đó, có rồi nhá. Để đo thử này. Thì có 5V đây rồi này. Đó, ví dụ mình chập từ đây sang đây thì nó cũng không chạy. Đó, nên mình sẽ có một cái thao tác như này này. Là mình dùng bộ đang bộ cấp nguồn của mình. Mình chỉnh ra 5V. Mọi người nhá, mình kẹp mát vào đây. Thì tương đương với chúng ta sẽ thấy ấy, là mình đang có 5V này. Đây là cái trò khi hiểu mạch thì chúng ta nghịch ngợm để đây nhá, chúng ta sẽ thấy này. Là mình đã có 5V nha, 5V 3 chứ phải 5V nhá. Đã có 5V ở đây rồi này. Thì mình sẽ kích vào cái vị trí, không phải là vị trí từ cái con IC ra mà vị trí mình đang cắt đích để ra chân G. Thì tương đương nó sẽ tạo một cái điện áp là G E là 5V nhưng được hạn qua con 101 và có con 10K khóa tĩnh là tải giá. Thì mình kích này, nó không hề chạy gì. Đó, nó không hề chạy gì, như vậy là đang hỏng trên mạch, không phải độ nữa các bạn nhá. Bây giờ bắt đầu tiến hành tháo cái con này ra thì mới tìm ra được cái con cảm biến từ này. Vừa nãy mình không tháo các bạn ạ, mình không tháo con cảm biến từ ra nên mình đo thông mạch thôi. Như vậy là không phải chết lỗi hay lạnh nhá. Đấy, đo lại thấy lạnh này là ok đấy. Còn độ thì như ngày xưa mình độ cái lệnh quạt ở bếp từ mà bị hỏng lệnh điều khiển quạt đấy, thì lấy con nét on sáng ở trên phím ấy, trên bàn phím ấy, cho chúng ta độ cũng kiểu như thế là cũng độ ok mà các bạn. Đây là bây giờ phải tháo con này ra thì mới đo được cái đường đấy, hay là đứt xuyên lớp không. Con này nó có chiều nhá, cẩn thận nó lắp ngược. À, hai cái đuôi hút phát đi hút phát đây, đi hút thù ở đây giống bên kia. Bóc phét thì ok rồi nhá, bởi vì mình đã kích bằng cái đồng hồ mình có 3V mà nó đã mở rồi mà, chỉ có lạnh ra là đang có vấn đề thôi. Điện trở thì mình cũng thử thì cũng không chết. Đây là đang lỗi ở trên cái đường này không này. Mà không biết nó đứt xuyên lớp không. Xuyên từ lớp bên này sang lớp bên kia ấy. Từ đây nhá. Vừa nãy mình biết nó ở đây rồi mà nó ra đến đây rồi này. Đó. Bây giờ là xem xuyên sang bên kia không. Đi xuyên sang bên con 101 này này. Vẫn xuyên ok. Như vậy là lấy là do tại sao. Và trên gấu ok rồi các bạn. Ô thế này là như thế nào. Thôi để mình xem kỹ hơn tiếp để cho mọi người kết quả nhá. Vẫn xuyên ok ok mà. Chả lẽ này hở chân E với chân G à các bạn. Nên mình đang hàn thật ngấu lại các chân này luôn. Đo thì không hề đứt rồi các bạn ạ. Xem là nó có chạy được không. Các bạn xem nhá, mình đã lối lại hết này. Ấn start này, đèn đã sáng nhá. Và chúng ta sẽ thấy này, con này chả nhẽ lại xoay về móc phét lỗi à. Nó không chè chạy gì nhá. Và mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo này. Là đã có 5V lạnh 5V ra này. Đó, nó còn 498 bởi vì nó đã có tải. Và cái nguồn cấp cho con motor này ấy, nó là 14V, 15V này. Nhưng hiện tại là không, con móc phét không mở nên nó không thể chạy gì. Không có điện áp đây nhá. Mọi người nhá, và mình ấn tắt này thì nó sẽ đây này, mình sẽ đo lại này. Có lệnh 5V ra đây nhá. Đó. Mình sẽ ấn tắt này. Đó, thì nó sẽ mất cái lệnh 5V. Như vậy là con móc phét lão hóa của vừa nãy mình test ở cái mức điện áp có 6V mấy thì nó đấy, không có điện áp nhá. Test ở mức có 6V thì nó lại bình thường là sao nhỉ. Đôi khi này đau đầu ghê.
ném hết nó ra để bắt đầu mình sẽ test thử lại lần nữa các bạn ạ. Hàn kỹ rồi, nó không gì cả, có lạnh ra rồi, không đứt gì cả. Đây khi sửa chữa nó thế đấy các bạn. Đây nha, đo thử con điện trở 101 nhá, 100 ohm ấy. Thì đây này, nó vào trên G này, nó đã vào trên G ok rồi. Như vậy là con này không mở. Bây giờ test thử như này nhá, mình không dùng cấp cho 6V nữa, mình cấp tận 12V đi, 14V thì mình đã cấp 13V. Tháo ra đã, tháo kích như vừa nãy, sẽ kích như vừa nãy là tháo con 10K này ra này để kích cho nó mở luôn. Rồi tháo con 10K này, tháo con 101 này để cô lập chân gò lơ lửng đấy. Sau đó là mình dùng cấp nguồn của mình, mình cấp với đây là mát này, đó, đây là mát, còn đây là 12V này, 12V không không phải, phải cấp cho này cơ. Đó là nó chạy cái motor kia, nó hoạt động luôn các bạn ạ, bởi vì nó có tải luôn rồi, nó có nguồn luôn đấy các bạn, cấp mỗi cho ấy thôi. Đây là thử như kiểu như này đi xem nào, cấp vào đây, đó, đó là dương nhá, còn âm ở đây, nó không lên nhỉ, kệ nó không lên nhá, nó có lên đấy, bởi vì là bản chất là nó 12V nó vẫn hạ ra 7805 cho mạch chạy mà, nên có đèn kệ nó thôi nhá. Bây giờ mình sẽ kích nó này, đồng hồ thang đo nhân 1 nhá, mát ở đây, kích vào trên gò này xem motor chạy không. Đấy, motor không chạy gì các bạn ạ. Motor không hề chạy gì luôn. Đấy, chạy rồi. Khóa nó lại này. Khóa nó này. Như vậy là kích ok mà tại sao lại... Đó, 12V kích ok mà sao lại không được nhỉ, buồn cười ghê nhỉ. Khóa này, đó, kích này, đó, buồn cười quá, để mình tìm biết rồi mọi người nguyên nhân nhá. Lại gặp kẻ bán khoai mà biết đường đi của nó rồi mà nó lại thành cái kiểu như này, buồn cười ghê. Chơi cho con IRF3205 vào, nó không chạy thì mình chạy vậy, kích cờ này, thông này, nhá, xem thế nào. Móc phét của nó đây, 3205 đây, DSG đấu trực tiếp, đấu ok, hơi kênh cao một chút, thiếc ở dưới để cho nó đỡ bám ở dưới các bạn ạ, bởi vì cái tản nhiệt nó hơi to. Lần này mà nó không chạy thì mình sẽ chạy các bạn ạ. Nhiều khi trường hợp là chúng ta kích nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà đôi khi là vào mạch là không kích được. Chúng ta cái hiểu nôm na này là cái con móc phét này là khi motor bơm hút ấy, là nhất là lúc nào nó hút chân không, nó hút sắp hết được chân không rồi, nó sẽ bị ghi nặng rất nặng, dẫn tới là nó sinh nhiệt và nó lão hóa các bạn nhé, nó lão hóa theo cái kiểu rất củ chuối như này, đo nó vẫn thông đấy, nên chúng ta sẽ phải hiểu ấy. Đôi khi là chúng ta mua sò giã máy là nhiều con về không chạy, đó là như vậy đấy các bạn ạ. Đo thì ok đấy, nhưng mà có tải đây là nó đích chạy, mà cái đồ móc phét loại này thì nó thế. Mà bây giờ xem nhá, xem mày chạy không, cũng ghìm hai cái này lại đi. À, chưa nó bị tụt lại rồi, vừa nãy mình vặn nó tụt lại cái này rồi, mình ghim điện này, tụt này, ra này, kệ nó nhớ trạng thái mà phải ấn nó xuống để cái công tắc này đóng này thì cái nút này mới có tác dụng các bạn ạ, còn đâu khi công tắc này không đóng thì không có nút tác dụng gì đâu. Ok nhá, nào xem mày có chạy không. Đấy, ok, kêu vu vu luôn nhá mọi người nhá. Tắt này, bật này, như vậy là sau một hồi rất là linh ta linh tinh thì là nguyên nhân của nó chính là con móc phét này bị lão hóa. Lão hóa mà mình dùng con này mình kích mà nó vẫn mở được, nhưng mà lệnh từ vi xử lý ra thì không mở được, buồn cười kinh.
chúng ta đã thấy nha, đôi khi sửa chữa chúng ta đã thấy nha, là nhiều khi chúng ta không thể phán đoán được, và chúng ta làm và chúng ta nghi ngờ, sau đó chúng ta sẽ xử lý được thôi. Đấy, đầu tiên mình tưởng mất lạnh ấy, bởi vì khi mình thử vòng lạnh kích kia thấy nó kích nó mở được. Cuối cùng sau khi định độ lạnh thì đo thấy có lạnh, có lạnh 5V ra, thế là thôi, không độ nữa. Nhưng cuối cùng ấy, dò đi dò lại một lúc thì bắt đầu nó mới ra được. Và bây giờ sẽ tiến hành hút thử nhá. Cứ để thế này đã. Còn một cái ở ấy nữa mà. Cho cái đống này đi. Đống này là đống chiết áp các bạn ạ. Để mình xem cho nó có hút được không nhá. Đây là như thế này thì cắm điện này. Mình có thể mở rút cái này được, ok. Đó. Nhá. Nhưng ở chế độ này không bấm được cái này đâu. Các bạn ạ. Phải ấn cái này, cái công tắc này đóng thì mới ấn được nó. Đó, bắt đầu nó thổi lại nhá, bắt đầu này. En đi. Đấy, đang hút đây. Đang hút hết đấy các bạn nhá. Hết đi. Đấy, khi nó hút chặt sạch rồi như cái thằng casu ngày xưa mình sửa ấy, là nó sẽ tự động nó đóng khi nó tạo được, nó có cái có cái cảm biến áp suất ấy, nhưng con này nó không. Nó muốn nó đóng thì bắt đầu ấn cái này. Đó, nó đóng. Thế là xong. Kêu tít tít là đã đóng xong. Đấy, lại nhớ trạng thái lồi ra. Như vậy là sau một hồi rất là lâu, mình đã sửa được chạy lại này. Một chiếc máy hút chân không, đóng gói hút chân không. Với cái lỗi rất là củ chuối, bơm không chạy. Và cái nguyên nhân của nó là nó không chết đứt đi mà nó lại chết chập chờn. Là mình mất rất mất công mình mới tìm ra là còn lỗi nhá. Thôi mình sẽ đóng lắp hoàn thiện tất cả mọi thứ nó lại. Còn video thì đến đây là kết thúc nhá. Chào tất cả mọi người.